tại trung tâm Thánh Mẫu Đà Vang. Thứ nhất, có 4.476 người tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Thứ hai, có 545 người xin cho gia đình đoàn tụ. Thứ ba, có 5.415 người xin sớm được khỏi bệnh. Thứ bốn, có 3.215 người xin cho công việc ổn định. Thứ năm, có 2.574 người xin bỏ tật xấu. Thứ sáu, có 741 người xin cho con cái vâng lời. Thứ bảy, có 619 người xin ơn đức tin. Thứ tám, có 957 người xin bình an đi đường. Thứ chín, có 845 người xin cho việc xây dựng bình an. Thứ 10, có 1.561 người xin cho con thơ mạnh khỏe và nhiều ý tấn khác nữa. Lạy Chúa con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng lớn và vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế gian người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng. Vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa con trông cậy vững vàng vì công việc Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con thứ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa. Vì Chúa là Đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy cho con lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như con vậy. Amen. Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lao buồn đau đớn cùng chê hết mọi tội con trên hết. Năm sự thương. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được tạm mình chịu khó bằng lòng.
lời Chúa. Bây giờ tổng trấn phóng tít tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-xu thì ông truyền đánh đòn. Suốt một đêm dài, như kẻ thù nghịch đã áp giải Chúa Giê-xu đi khắp thành Giê-ru-sa-lem, từ nhà Ca-i-pha đến từ nhà Ca-na đến nhà Ca-i-pha, từ dinh Phi-la-tô tới dinh Hê-rô-đê, rồi lại từ dinh Hê-rô-đê trở về dinh Phi-la-tô. Phi-la-tô thấy Chúa Giê-xu vô tội, nhưng vì yếu nhược, ông không dám bênh vực người. Để tỏ ra vô can, ông rửa tay truyền cho quân lính đánh đòn người. Đức Giê-xu, con người vô tội, phải gánh chịu roi vọt như một kẻ tội phạm. Còn Ba-ra-ba, tên tử tù, lại được ân xá như một kẻ công chính. Ôi, lòng dạ con người thật là tráo trở. Họ hò reo, họ phẫn nộ, họ cương quyết đòi mạng Chúa Giê-xu. Tiếng reo hò của dân chúng như một chất kích thích cuồng loạn ập vào đánh lính hung tợn. Ập vào đám lính hung tợn, chúng kéo người ra trói vào cột đá, rồi bắt đầu ra tay hành hạ người. Nhưng ngọn roi liên tiếp giáng xuống thân mình Chúa Giê-xu như một cơn bạo loạn. Những vết hằn chằng chịt xé nát lưng người vô tội, máu dị lan dần rồi đầm ướt thân mình. Ôi Giê-xu, Chúa đã cam nếm mọi đau khổ của kiếp người. Vừa có tiếng chào đời, Chúa đã phải rét run vì đá lạnh. Lúc còn mang sữa, mẹ phải cùng bế dần xương giải nắng trên đường bôn tàu sang Ai Cập. Về Nazareth, Chúa đã phải nhọc nhằn vì lao động. Ra đi rao giảng, Chúa đã đói, đã khát, đã mệt mỏi, đã hao mòn vì sứ mạng Chúa Cha trao phó. Giờ đây, cái thân xác đã trào đau khốn khổ phong trần kia lại phải đón lấy những đòn roi oan nghiệt đang ập xuống như bão táp. Mẹ ơi, khi suy gặp màu nhiệm thứ hai của đường khổ nạn, con xấu hổ vì thấy mình đã nhiều lần làm như Phi-la-tô, rửa tay tuyên bố mình vô tội trước những đòn roi Chúa Giê-xu phải đánh chịu. Đã lắm lần con làm như chỉ có những người Do Thái thời đó mới là nguyên nhân khiến Chúa Giê-xu phải chịu đòn. Nhưng không, chính con. Chính tội lỗi của con cũng đã góp phần vào cái oan nghiệt kia. Chính con cũng đã là duyên cớ gây ra những đớn đau mà con mẹ phải gánh chịu. Không phải chỉ có họ mà còn có cả con tham gia cuộc hành hạ con mẹ ngày hôm ấy. Chính con là Cana, là Caipha, là Phi-la-tô, là Hê-rô-đê, là đám lính, là lũ dân cuồng nộ. Mẹ ơi, xin cho con biết đớn đau vì những bội phạm của mình. Xin cho con biết khổ chế thân xác, biết vui nhận hy sinh gian khổ để công phần vào những đau khổ con mẹ đã chịu vì tội lỗi của toàn nhân. Hãy ăn năn thống hối, hãy ăn năn thống hối. Đó là lời khuyên nhủ mà mẹ vẫn không ngừng lặp lại với chúng con mỗi khi hiện ra trên trái đất. Chính con, chính những người chung quanh con đã phạm tội, đã tham dự vào cuộc hành hạ Chúa Giê-xu, thì cũng chính con, chính những người chung quanh con phải ăn năn thống hối vì các tội lỗi ấy. Như xưa, Chúa đã chịu đòn roi thay cho chúng con, thì nay chúng con cũng có thể
và có bổn phận phải hy sinh đền tội thay cho nhau. Mẹ ơi, xin cho con biết đau khổ vì tội lỗi con, để rồi từ đó biết đau khổ vì tội lỗi của bao người khác. Giờ đây Chúa không đòi hỏi con phải đánh phạt thân xác, phải tuân thủ những hình thức khổ chế gắt gao như bao lớp tiền nhân đã nêu gương sáng chói cho chúng con. Chúa chỉ muốn con đón nhận những khổ nhọc từng ngày, cái lạnh buốt của những sớm tinh sương, cái oi nồng của những trưa nắng cháy, cái nặng nề của nghề nghiệp, cái vất vả của lo toan, và tất cả những gì vẫn xảy đến trong cuộc sống. Mẹ ơi, xin cho con biết đón nhận chúng như những phương thế để góp phần cứu đổi chính con và bao nhiêu người khác nữa.
chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn và thương. Hỡi ơi, Ngài là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đây. Xin chúng tôi Maria xin mẹ nhận lấy con vẫn xa. Thank you.
hoài hương. Giữa lòng của tòa đây là sự hiện diện của quý đức cha Giuse giám mục giáo hội Đoàn Kết, và đặc biệt là sự hiện diện của đức tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, tổng giám mục Sài Gòn, chủ tịch hội đồng giáo hội Việt Nam, ngài ưu ái đến đây để chung sẻ lễ cầu nguyện cho ngày hương các chiều trời đây gia trưởng và phát động cuộc sống đức đi cũng như môi trường. Chúng ta biểu tỏ niềm vui mừng đơn quan và một tràng pháo tay rồi đến quý đức cha. Chúng tôi xin biết lòng cảm ơn quý đức cha đã kể đến tổng giám mục Paulo, chủ tịch hội đồng giám mục Nam, và chúng tôi xin chào kính mời đức tổng khởi sự theo lễ. Nhân cha là con là thánh thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính chào đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phần Thiết. Kính chào tất cả quý cha và toàn thể anh chị em. Hôm nay tôi hiện diện ở đây một cách tự nguyện, muốn dâng ngày này lên cho Đức Mẹ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho thế giới, cho quê hương đất nước chúng ta, cho giáo hội Việt Nam, cho giáo hội Phan Thiết và cho tất cả anh chị em. Đặc biệt tháng ba này là tháng Thánh Giuse, tháng của gia trưởng. Chúng ta cùng nhau làm thánh lễ truyền tin với tất cả lòng tin yêu của chúng ta, và để bớt được một xíu cho thấy chúng ta hãy cầu nguyện hội. Tôi thu nhận Oh,
lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng con trên xưng đứng cứu độ là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhiên với Chúa ân thần đến muôn vô muôn đời. Maria đừng sợ vì đã được điều với Chúa.
Này bà sẽ cùng ai sinh một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Khi Chúa sẽ ban cho người ngôi báu đau nhức tổ phục người, người sẽ cai trị đời đời trong nhà cha có và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với tinh thần, việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Tinh thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và cái quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này Isabel thì họ bà cũng đã có hai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là con trẻ vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi và tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần điều. Và Thiên Thần cáo được là đó là lời Chúa. Anh chị em có cảm thấy hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành cái lễ truyền tin. Khi định ý cố sứ đoàn gặp em được Thiên Chúa sai đến báo tin cho mẹ Maria là mẹ đã được chọn làm thân mẫu của Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa đã quyết định trở xuống trần gian để cứu độ loài người chúng ta. Chúng ta đang ở miền Tây, nhưng Thiên Chúa muốn làm chúng ta hướng tới mẹ Maria và Đức Giêsu con của mẹ, hướng tới một nhập thể của con Thiên Chúa. Hỏi mẹ Maria đã được chuẩn bị như thế nào cho biến cố trọng đại này? Chắc chắn mẹ Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ thuở đời đời. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mẹ từ thuở khai thiên lập địa. Mẹ đã được Thiên Chúa tỉ mỉ và tuyển chọn từ lúc khai sinh vũ trụ. Sáng kiến tuyển chọn đó của Thiên Chúa đã được người loan báo một cách kín đáo và tế nhị và sấm ngôn một cách tiên tri như trong đoạn sách Isaiah bài đọc hôm nay. Này đây, người trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Và Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, cũng đang chuẩn bị bản thân mình, đã sẵn sàng đáp lại ý muốn cứu độ hoàn toàn pháp sức từ tình thương của Thiên Chúa. Khi Ngài chốc vào trần gian, Ngài đã thưa cùng Thiên Chúa, lại Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Ngày hôm nay là ngày lễ của Chúa Giêsu, cũng là ngày lễ của Đức Mẹ. Chúng ta noi gương sứ thần Gabriel mừng mẹ, mừng vui lên hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Tất cả chúng ta với Đức Mẹ với lòng kính trọng sâu xa, như sứ thần Gabriel đã chào mừng mẹ với sự kính lễ hết sức đặc biệt. Sứ thần đã tuyên cho mẹ đứng đầy ân sủng. Quả thật tâm hồn mẹ tràn trề ân sủng. Mẹ là đứng đầy ân phúc vì mẹ đã được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa yêu thương mẹ, gìn giữ mẹ trong cánh, không nhiễm một vết nhơ tội lỗi nào.
kể cả vinh như tội của Adam. Mẹ xinh đẹp, mẹ tinh luyện, mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, mẹ là chủ tạo xinh đẹp nhất của Thiên Chúa, mẹ là kiệt tác của Chúa Thánh Thần, là bàn tay của Thiên Chúa. Tin mà Sứ Thần truyền đạt cho Đức Mẹ là tin về Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, sẽ nhập thể là người trong cung lòng mẹ. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa Thánh Thần là bàn tay của Thiên Chúa trong mầu nhiệm tạo dựng và cả trong mầu nhiệm cứu độ nữa. Lời Sứ Thần Gabriel nói với Đức Mẹ rất rõ sau khi mẹ đã bày tỏ sự thắc mắc về cách mẹ thụ thai Chúa Giêsu. Thánh Thần sẽ được xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao rộng phóng trên bà. Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Đáp lại lời truyền tin của Sứ Thần, mẹ Maria thưa: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ đã đi vào lịch sử cứu độ, là lời đáp thay cho toàn thể nhân loại và là đại diện cho tất cả nữ giới. Giờ đây mọi người Công giáo chúng ta đều phải biết ơn Đức Mẹ. Đức Mẹ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa vào lòng thương xót, đã đón nhận thay cho nhân loại mọi ân sủng của Thiên Chúa. Đón nhận Chúa Giêsu Kitô là ân sủng lớn nhất. Nơi đó chúng ta nhận lãnh hết ơn này tới ơn nọ. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, đứng đã hiến dâng cho mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Hôm nay cũng là cái ngày 13, tôi chọn cái ngày này bởi cái ngày này là cái ngày Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta được bầu làm giáo hoàng, và cái ngày này là ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, mời gọi mọi người ăn năn sám hối và làm hạt mân côi kính Đức Mẹ vô những nguyên tội. Tất cả chúng ta đến đây cái linh địa tạp ao này để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ, thì chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho giáo hội toàn cầu, đặc biệt là giáo hội Việt Nam, và hãy cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa tại Việt Nam, việc truyền giáo trong cả đất nước Việt Nam của chúng ta, việc truyền giáo trong các giáo phận của chúng ta, trong tổng giáo phận Sài Gòn, trong giáo phận Phan Thiết của chúng ta, còn nhiều người yêu Thiên Chúa. Lấy cầu nguyện cho xã hội và đất nước Việt Nam, chúng ta hãy xin cho cái mảnh đất thân yêu này của chúng ta được nguyên vẹn. Chúng ta xin Chúa cho bầu khí thiên nhiên và bầu khí tâm linh của đất nước được gìn giữ trong sạch. Tôi đã tham gia vào lời kêu gọi của tổ chức Công giáo Thế giới ăn chay cầu nguyện cho việc làm sạch môi trường. Thì xin anh, tôi đã đặt cái thông báo cho tổng giám mục Sài Gòn, ngày nay mọi người được ăn chay cầu nguyện cho cái việc làm sạch môi trường và giảm bớt cái ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu. Xin anh chị em ở đây, mình không thuộc về tổng giám mục Sài Gòn, nhưng mà nếu mà ai bữa nay không có ăn chay cầu nguyện được
về Đức Mẹ, khi Đức Mẹ hãy gìn giữ cho môi trường của đất nước chúng con được hết sức trọng đạt về phương diện thiên nhiên cũng như về phương diện tâm linh. Xin cảm ơn Đức Cha, cảm ơn Đức Cha, cảm ơn Đức Cha anh chị em. Kính mời Phật Bảo Tư chúng ta xin mời một chuyện. Anh chị em thân mến, qua lời xin vâng của mẹ Maria, Đức Emmanuel con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để thực hiện lời hứa cứu độ. Chúng ta cảm tạ Chúa và những lời nguyện xin. Thiên Chúa với đức ở giữa dân người, chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong giáo hội trở nên đích thực là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô, một tử nhân lành, yêu thương đoàn viên, ở cùng đoàn viên, chăm sóc đoàn viên để đoàn viên được sống và sống dồi dào. Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Chúng ta cùng cầu xin cho nhân loại khiêm tốn vui mừng đón nhận Đức Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa, để nhờ ánh sáng và niềm vui tin mừng mà thực hiện hành trình đời người về đúng quê hương đích thực trên trời. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu sốt sắng tham dự phụng vụ, vui mừng đón nhận Chúa Giêsu đến ở cùng mỗi người, mỗi nhà, mỗi giáo xứ để cùng liên kết trong một đức Kitô, tất cả xây dựng mái gia đình giáo xứ bình an, hiệp nhất và hạnh phúc. Tôi xin vâng như lời sứ phần truyền. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang gặp thử thách gian nan, bối rối, lo lắng, buồn phiền, biết mời Chúa đến ở cùng, tin tưởng phó thác và tuân hành theo thánh ý Chúa để tìm được sự bình an thánh thiện nhờ đức tin, đức cậy và đức mến. Lạy Chúa là đấng quyền năng, nhưng cũng là đấng vô cùng khiêm tốn. Chúa đã sai con một chúa lên trong trần gian, qua con được khiêm tốn của người và của Đức Maria mẹ người. Xin Chúa nhận lời cầu xin của toàn dân Chúa hết lòng khiêm tốn. Xin Chúa ở cùng để họ được bình an, hoan lạc trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Đức Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, giáo hội nhận biết mình đã khởi đầu trong ngày con một Chúa nhập thể. Xin chấp nhận của đệ giáo hội chiến dân mà đang chúng con được hân hoan thực hành các màu nhiệm của con Chúa, người hằng trong và yên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Và mắt thái đến muôn dân đời chờ, vì thế đạo đức các thiên thần muôn đời hóa thi. Thánh nhân cha trở lại cha quy định cao cả, xin cho chúng con được đồng thánh với các ngài chúng hô rằng cùng nhau
vọng trong lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho lê thầy được vào đường ăn sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse hàng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi nhân như và vinh quang đều quy về Chúa là cha toàn năng tôi sư ơn của Chúa
con tuyên xưng rằng con Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, củng cố niềm tin chân thật ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Nhận ủy nhiệm thư. Thứ nhất, ông Giacobbe Trần Thanh Thủy, hội trưởng. Thứ hai, ông Anton Hoàng Văn Tâm, hội phó. Thứ ba, ông Phêrô Nguyễn Đại Tích, hội phó. Thứ bốn, ông Augustino Thêm, ông Doan Bao Sita Nguyễn Thành Thơ, hội phó hội gia trưởng giáo phận Phan Thiết nhiệm kỳ 2010-2014. Giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha Giuse giáo phận trao bằng. Quý Tổng Giáo phận Sài Gòn ước mong rằng trong tương lai trung tâm chúng con còn được đón tiếp Đức Tổng nhiều lần nữa. Không biết Đức Tổng có bằng lòng không ạ? Nguyện xin Chúa ban luôn ơn lành cho Đức Tổng để mãi mãi khách hành hương hôm nay. Đồng lòng xin tri ân Đức Cha vì tấm lòng mục tử nhân lành của Đức Cha hằng trải ra cho đoàn chiên, để nhờ tình thương, nhân đức, lời cầu nguyện và sự chăm sóc của Đức Cha mà đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Cũng xin đồng lòng kính mừng bổn mạng Đức Cha nhân ngày lễ Thánh Giuse bằng Đức Trinh Nữ Maria sắp đến ngày 19 tháng 3. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn mục tử cho Đức Cha qua lời cầu bầu cách đặc biệt của Thánh cả Giuse bổn mạng. Hội gia trưởng giáo phận chúng con cùng kính xin cảm ơn được một ngày sống thánh thiền tại trung tâm Tà Bao. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị qua lời cầu bầu của mẹ Maria Tà Bao rất đáng yêu mến. Chúng con đồng kính tri ân. Tiếp đến là phần lòng thép nước và ảnh tường. Trời chúng ta ơn nơi danh Chúa. Và ơn bao lần trời ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Chúa là nguồn mạch sự sống cả thể xác và linh hồn. Chúng con này xin Chúa ban phong và làm phép cho nước này mà chúng con tin tưởng sử dụng để kêu cầu ơn tha thứ tội lỗi chúng con và để lãnh nhận ơn Chúa bảo vệ chống lại tất cả bệnh tật và mưu kế quân thù. Lạy Chúa, xin nhờ được từ bi Chúa
ban cho nước thành sân luôn luôn phát sinh nhân cứu độ cho chúng con. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Tiếp theo là nghi thức làm phép hành. Chưa không chê bác việc tạc tượng anh các thanh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng anh tượng đó, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ưng để suy niệm các hành vi và đời sống thanh thiện của các đấng mà bắt chước. Chúng con lại xin Chúa làm phép và thanh hoa các ảnh tượng này để tôn kinh và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Các thanh, xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng tôn sùng cung kinh con một Chúa, Đức Mẹ và các thanh trước các ảnh tượng này, thì nhờ công ơn và sự che chở của các đấng được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vinh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng cao nước và ảnh tường để đứng giấc một thời nước thánh. Chúa trời là cha phép các mô của ta, mọi người chúng con.
Bởi vì là chưa rồi, đến giờ này chúng tôi đi ban thánh lành cho anh chị em, đó là điều tốt nhất cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc cùng dân Chúa
mẹ xin vâng công tác cứu đời. Mẹ âm thầm làm người trung gian, đưa muôn dân qua biến lầm than. Đường van rộng sáng sáng, mẹ dẫn con cùng về nước trời. Một lời thương mẹ cất lên cho cứu muôn người. Một đời sống đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong hương vâng phục. Mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Một lời thương mẹ cất lên chưa cứu muôn người. Một đời sống Mẹ Maria hiệp công và chung lòng đau thương với Chúa Giêsu. Xin mẹ dạy con biết luôn xin vâng, chấp nhận đớn đau trong cuộc đời để hiệp thông cùng Chúa đã chết vì yêu con và mong được cùng mẹ hưởng phúc thiên đàng. Mẹ thưa tiếng xin vâng, mẹ cứ mang sự sống cho gian truyền. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, ngôi lời sống giữa phàm nhân. Mẹ biết tâm hồn thương đau như gươm nào sẽ đâm vào sâu. Mẹ Thank you.
dù xa lắm nơi xa, ta vẫn nay hòa tiếng kinh ngọt ngào. Người người cùng chúc kính chào, ca mừng thánh mẫu ta bao. Mẹ biết con từ nơi đâu, cần xin mẹ mãi thôi buồn đau. Đời phù du bể dâu, mẹ luôn xin vâng dạy con hãy đi sâu. Ôi Maria, vẫn gặp chiều những nỗi thương đau, để hiệp công cùng Chúa chiếc đi thôi. Trông chờ thương đoàn con
con xa mà, mau hãy bước quay trở về. Trên đôi cánh ve cùng người con yêu, vì nhân thế xác thân ê chề, mẹ nhìn con mình đang hấp hối đau đớn khôn cùng, vì lòng tan nát mà nước mắt mẹ mãi tuôn ra. Mẹ ôi đau đớn như từng lưỡi dao nhọn đâm thâu, mẹ cùng con dấu yêu đồng công cứu nhân gian vô tình. Mẹ nhìn từng con người lòng thương xót sao nỡ vô tâm, mẹ hàng rộng tay đón nào con hỡi hãy mau quay về. Ôi vì đâu mà mẹ còn đứng hoài trông chờ, thương đoàn con xa mà, mau hãy bước quay trở về. Ôi vì đâu vì ai mà mẹ còn đứng hoài trông chờ, thương đoàn con xa mà, mau hãy bước quay trở về. Tin bước